Sáng ngày 15 tháng 10, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy thuộc Thủy đoàn 1 Cục Cảnh sát Giao thông đã lên nhiều phương án cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ cho người dân tại thành phố Đà Nẵng đang bị ảnh hưởng do mưa lớn. Theo đó, tổ công tác thuộc Thủy đoàn 1 đã phối hợp với Công an quận Liên Chiểu phát tặng hơn 100 phần quà, gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, tổng giá trị khoảng 25 triệu đồng cho người dân trên địa bàn đang gặp khó khăn. Thông qua việc tặng quà, tổ công tác cũng nắm tình hình cuộc sống sinh hoạt của người dân, hỗ trợ cứu nạn cứu hộ đối với những người già, trẻ nhỏ, người ốm đau, bệnh tật. Theo Thượng tá Trần Thăng Quyết, Phó Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1, thời tiết tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung còn diễn biến phức tạp. Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị khu vực miền Trung để hỗ trợ người dân và phát các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện, chủ động nắm tình hình, sẵn sàng các phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.